Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ cả anh chị cái cách để chúng ta tiến hành cái dự án khai thác cái đồng MPC này. Thì hiện tại khi các anh chị vào cho em cái mục My Profile này, các anh chị vào cho em cái mục Event, các anh chị vào cái mục này nhá. Đấy, thì bên dự án người ta có cái dòng thông báo như thế này. Bây giờ thì em sẽ dịch để các anh chị tiện theo dõi hơn. Đây, bản cập nhật ứng dụng này tập trung vào các tính năng rút tiền. Theo các cập nhật chính sách mới nhất, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chủ tài khoản MPC Coin có số dư đạt các cấp khác nhau. Bây giờ có thể tận hưởng cơ hội rút USDT hàng ngày. Ở đây là các cái cấp người ta phân để các anh chị, nếu mà đủ cái điều kiện thì các anh chị có thể rút cái số USDT nhé. Cấp 1 này là khi các anh chị có 500 xu ký đồng MPC đấy, thì các anh chị có thể rút được 0.02% số dư MPC Coin của mình dễ dàng USDT. Cấp 2 là 1.500, thì các anh chị có thể rút được 0.06% cái số dư MPC dễ dàng USDT. Cấp 3 là 3.000, thì các anh chị có thể rút được 0.1% này. Và cấp 4 là 5.000 xu MPC, thì các anh chị có thể rút được 0.2% cái số dư dễ dàng USDT. Chính sách này nhằm mục đích thưởng cho các thành viên cộng đồng MPC Coin của chúng tôi và mang lại sự linh hoạt hơn cho việc rút tiền. Xin lưu ý rằng tỷ lệ rút tiền sẽ thay đổi dựa trên số dư tài khoản của bạn, đảm bảo rằng mỗi người dùng có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Ở đây cái nội dung của người ta thông báo đó là nếu mà các anh chị đạt các cái mục như thế này thì các anh chị có thể rút được cái số USDT theo cái tỷ lệ phần trăm như thế này. Ở đây cái chính sách này mục đích là khuyến khích các anh chị phát triển cái cộng đồng của cái dự án này đấy. Thì em thấy cái dự án này tương lai nó sẽ ok nhá. Thì em nghĩ thì nó như thế vì cái dự án này nó mới ra thôi mà nó đã cho chúng ta tiến hành xác minh cái tài khoản để các anh chị có thể rút cái đồng USDT và cho các anh chị rút cái đồng USDT mà các anh chị nhận được. Bây giờ các anh chị vào cho em cái mục My Profile này, các anh chị click vào cái mục ví ở đây nhá. Ở đây thì cái tài khoản của em đã được xác minh KYC rồi này, và cái số USDT mà em nhận được ở đây là 1.1 đô nhá. Và hàng ngày thì cái phần thưởng của em nhận được đó là 0.193 USDT này. Để rút thì các anh chị click vào chữ withdraw ở đây để các anh chị rút. Để rút thì các anh chị dán cái địa chỉ ví này, các anh chị nhập cái số lượng này. Ở đây kìa, hàng ngày thì các anh chị có thể rút được 11 đô này. Và cái phí của nó là 1 đô nhá. Đấy. Ở trên cái con này thì các anh chị khai thác cái đồng MPC. Bên cạnh đó thì các anh chị nhận được đồng Bitcoin này. Và các anh chị có thể nhận được cái đồng USDT nhá, và các anh chị có thể rút luôn được đấy. Cái dự án này thì nó rất là ok nhá. Mới thôi, cái dự án này thì nó còn mới, nhưng mà nó đã cho chúng ta tiến hành KYC xác minh cái tài khoản để các anh chị có thể rút được cái đồng USDT. Thì anh chị nào mà chưa đăng ký cái tài khoản để khai thác thì các anh chị đăng ký cho mình một cái tài khoản để khai thác. Cái đường link đăng ký cái tài khoản thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy, và cái video hướng dẫn thì em cũng sẽ để ở bên dưới luôn. Còn anh chị nào mà đã đăng ký cái tài khoản mà ngừng khai thác thì bây giờ các anh chị quay trở lại các anh chị khai thác nhé. Một cái dự án rất là tiềm năng đấy. Người ta đã chi rất là nhiều để quảng bá cái dự án này. Đây, ở trên cái kênh Twitter của dự án thì các anh chị có thể thấy này, cái chương trình đấy, người ta đã thưởng cho các cái top đấy rất là nhiều nhá. Người ta đã chuyển rất là các cái biên lai ở đây này. Đấy. Một cái dự án rất là ok nên các anh chị tranh thủ các anh chị khai thác nhá. Các anh chị đừng bỏ qua cái con này nhá. Rồi bây giờ để tiến hành cái xe cái tài khoản thì các anh chị vào cho em cái mục My Profile này. Các anh chị chọn cái cho em cái mục vị ở đây. Ở đây là cái tài khoản của em đã được xác minh rồi. Còn đối với cái tài khoản của các anh chị mà chưa được xác minh ấy, thì các anh chị click vào cho em chữ Go to Identity Certification ở đây nhá. Ở cái dòng này thì các anh chị click vào để các anh chị up cái tấm hình của các anh chị lên. Cái tấm hình này thì các anh chị chụp selfie với cái căn cước công dân của các anh chị nhá. Ở cái dòng này thì các anh chị điền cái số điện thoại của các anh chị. Các anh chị có thể điền là cộng 84, tiếp theo là số điện thoại của các anh chị. Các anh chị nhớ bỏ là cái số 0 đầu đi nhá. Ở cái dòng full name này thì các anh chị điền họ và tên của các anh chị. Các anh chị viết in hoa không dấu. Ở cái dòng email này thì các anh chị điền cái địa chỉ email mà các anh chị đã đăng ký cái tài khoản đấy.
Tiếp theo thì các anh chị click vào cái chữ submit and pay ở đây. Rồi các anh chị đợi. Các anh chị đợi bên dự án duyệt cho các anh chị nhá. Trong vòng tầm chắc ở 24 tiếng thì người ta sẽ duyệt cho các anh chị. Sau khi duyệt thì nó sẽ có cái dòng thông báo như thế này và các anh chị có thể rút được cái đồng USDT mà các anh chị nhận được. Đấy, hàng ngày thì các anh chị vào các anh chị claim cái đồng MPC này nhá. Và các anh chị claim cái đồng Bitcoin ở đây này. Đồng Satoshi đấy. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.